Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ thực hiện bài tập 11, là bài tập sử dụng tham âm 0, tham âm 1 phát sung theo như video hướng dẫn của thầy. Đầu tiên em sẽ vào rotate các mặt nguyên lý. Có những phụ kiện như sau là thạch anh, dioxin 168/87 và điện trở. Đầu tiên em sẽ cho dioxin ở giữa một thạch anh đối với chân oscilloscope 1, oscilloscope 2 và cho một điện trở nó cho master clear nó lên nguồn. Và thế em sẽ cho cái oscilloscope để phát xung cho hai tamper 0 và tamper 1 nó vào cái chân RD0 RD1 của BLC. Và tiếp theo em sẽ qua phần giải thích lưu đồ. Begin đầu tiên là khai báo thư viện BOC 168/87 và có hơn các chân, định nghĩa các chân vào định nghĩa các chân để phát xung 1 và xung 2 của tamper 0 và tamper 1 và khai báo biến trạng thái xung 2 cho xung 1 là tamper 0, xung 2 là tamper 1. Đầu tiên cho xung 1 và xung 2 ở mức cao. Set up timer 0 và timer 1 giá trị đầu tiên bằng 0. Set điều kiện timer 0 khi mà lớn hơn 207 tương ứng với 5 mili giây thì đúng, nó sẽ đạt trạng thái xung 1 và cho xung 1 xuống ở mức thấp và timer 0 bằng 0. Còn nếu sai thì sẽ kiểm tra timer 1 lớn 5.000 tương ứng với 1 mili giây và trạng thái xung 2 đang ở mức cao thì đúng, nó sẽ cho xung 2 xuống mức thấp và timer 1 bằng 0 bằng cách là cho trạng thái xung 2 bằng false và xung 2 sẽ xuống mức thấp. Và tiếp theo, nếu mà timer 1 lớn hơn 10.000 tương ứng với 2 mili giây thì xung 2 sẽ ở mức cao bằng cách cho trạng thái xung 2 bằng true và đặt lại timer 1 bằng 0 cho nó đếm lại và kết thúc chương trình, quay lại vòng lặp và tiếp theo là phần code. Đầu tiên em sẽ cho khai báo thư viện BOC 1687.h fill high speed và sử dụng delay use delay log 20 MHz. Khai báo các chân xung 1, xung 2 và chân D0, D1 của BOC. Khai báo biến unsigned in 1 trạng thái xung 2, biến trạng thái xung 2 và viết chương trình chính, định nghĩa khai báo chân xung 1, xung 2, output drive xung 1, output drive xung 2 và cho trạng thái xung 2 bằng true đang ở mức cao và output 2 xung 1, output 2 xung 2 cho xung 1 và xung 2 ở trạng thái ở mức cao và setup timer 0 và timer 1. Setup timer 0 T0 internal là sử dụng xung nội. Và T0 diff 128 là timer 0 sẽ chia cho hệ số 128. Và setup timer 1 T1 internal
tầm 1 đến 3 1. Và tầm 1 sử dụng xung nội và tầm 1 chia cho hệ số 1. Và đặt giá trị ban đầu của tâm O0 và tâm O1 đều bằng 0. Đặt biến lập điều kiện nếu mà if tâm O0 lớn hơn 207 thì sẽ cho tâm O0 bằng 0 và đảo đại trạng thái xung 1 vậy xuống mức thấp. Rồi tiếp theo if tâm O1 lớn hơn 5000 tương với 1 mili giây và đồng thời là trạng thái xung 2 ở mức cao thì sẽ đảo trạng thái cho xung 2 xuống mức thấp và test set tâm O1 bằng 0 cho trạng thái xung 2 xuống mức thấp. Và tiếp theo là if get tâm O1 lớn hơn 10000 cho tâm O1 lớn hơn 10000 và cho ra trạng thái mức cao của xung 2 và đặt tâm O1 lại mức 0, đặt lại số 0 cho nó đếm lại và cho trạng thái xung 2 mức true lên mức cao và go to vòng lặp lặp lại. Giờ em sẽ cho chạy chương trình và mô phỏng. Thả anh cho 20 và VOC cho 20 MHz. Kết nối với chương trình. Và em sẽ cho chạy một phần. Bây giờ em sẽ cho chạy chương trình. Ở đây là xung 1. Nam mô tương ứng nam mô mức thấp, nam mô mức cao là 50 giây. Và xung 2 là mức thấp sẽ 20 sẽ là 2 mili giây và mức cao sẽ là 1 mili giây. Và em xin kết thúc bài tập thứ 11. Sử dụng timer 0 timer 1 phát xung. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.